Mỗi sáng thức dậy anh chị thường hay có cái thói quen gì? À, Lina thì có cái thói quen là lúc nào mình cũng để một cái à, chai nước ngay cái đầu giường hoặc là ngay cái bàn làm việc của Lina. Thì việc đầu tiên á vừa mở mắt ra là Lina sẽ cảm ơn mình có một ngày để sống. Để à, cảm ơn trái tim của mình đã cho mình những cái nhịp đập rất là đẹp rất là tốt mình cảm ơn cái tim ha cái khi mà mình bước chân xuống giường á là một cái chân mình bỏ xuống chân phải trước mọi người có thể đi chân trái chân phải nhưng mà đi thường thì mình xuống chân phải trước tại mình nằm ở phía bên tay phải thì muốn xuống tay phải thì cái chân đầu tiên mình sẽ nói cảm và cái chân kế tiếp mình sẽ nói là ơn và thành là gì cảm ơn đó là cái đó là buổi sáng của Lina thì khi mình xuống giường rồi đó thì mình sẽ uống một cái ly nước À, anh chị có nhớ Lina nói á, sáng sớm là một cái thời điểm tốt nhất để mình uống nước. Tại sao? Tại vì trong lúc mình ngủ đó, trong người của mình có chất kềm rất là nhiều. Thì khi mình uống cái nước vô nó sẽ giúp cho mình à tẩy những cái độc tố mà trong thời gian mình ngủ từ 12 giờ tới 3 giờ đó cái cơ thể mình ngủ tạng đó nó nó tiết ra những cái độc tố đó thì cái nước nó sẽ giúp đẩy ra cho mình ha. Thì lúc đó anh chị mới đi vệ sinh. Vệ sinh xong thì trở lại thì cái mà Lina làm á trước khi mà Lina viết cái lời biết ơn luôn á thì Lina thường thường sẽ là đọc những cái lời tuyên bố thì ở đây là cái lời tuyên bố mà Lina đọc mỗi buổi sáng và Lina thấy nó giúp cho Lina rất là nhiều thứ nhất là về cái cái tư duy của mình thường thường á mình dạy á là mình hay coi Facebook hay mình làm cái gì đó mình phí cái thời gian của mình à, mà nhiều khi mình coi trên Facebook mình coi chúng những cái thông tin gì đó mà không có hay á thì nó sẽ làm cho nguyên một ngày của mình nó giống như là mọi việc không được thuận lợi đó mọi anh chị cho nên sáng mình ngủ dậy mình tuyên bố cái này tại vì khi mà mình tuyên bố đó mình nói ra đó là cái cơ thể mình là cái người nghe đầu tiên thì khi mà cái cơ thể mình nó nghe đầu tiên thì nó tưởng cái đó là cái mình muốn thì sao ngày qua ngày đủ duyên thì mình sẽ thu hút cái đó đến với mình thì cái lời tuyên bố mỗi sáng Lina tuyên bố là cái gì ha? Ok. Lina tuyên bố 17 tư duy thịnh vượng của triệu phú. Thì mình muốn trở thành triệu phú thì mình phải làm những cái gì mà những người triệu phú làm. Thì cái này là cái 17 tư duy ha. À, anh chị có thể là đọc theo Lina. Ok. 17 tư duy thịnh vượng À, anh chị có thể là bỏ tay lên trên ngực của mình ha tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất là một tôi kiếm tiền và gia tăng tài sản bằng tiềm thức tôi tự do thành công khỏe mạnh hạnh phúc bình an trọn vẹn tôi thịnh vượng về tài chính oh yes cái thứ nhất tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc tôi luôn chi cho bản thân mình trước tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền tôi kiếm như thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn tôi tự do về tài chính tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy tôi yêu tất cả những công việc tôi làm công việc kinh doanh mọi giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi để tạo ra các nguồn thu nhập thụ động tôi thịnh vượng về tài chánh ơi oh, yes tôi tạo ra cuộc sống của tôi tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về mặt tài chính của tôi tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng mục đích của tôi là tạo ra số lượng mục đích của tôi là tạo ra sự thịnh vượng và dư giả tôi ngưỡng mộ và nuôi gương những người thành công và thịnh vượng tôi tin rằng tiền là quan trọng tiền là tự do tiền khiến cho cuộc sống của tôi dễ chịu hơn tôi thành công về tài chính vì tôi làm những điều tôi yêu thích tôi xứng đáng trở nên thịnh vượng vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền mà tôi đang có hiện nay các cơ hội phát tài luôn đến với tôi khả năng kiếm giữ và phát chuyển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi thịnh vượng về tài chánh. Oh yes, oh yes, oh yes. Những niềm tin của người thành công. Tôi lựa chọn những niềm tin hỗ trợ cho sự thành công và thịnh vượng. Tôi trở nên thành công qua việc mang lại những kết quả đáp ứng và mong muốn của mọi người. Tôi giúp họ mãn nhu cầu của mọi người bằng kiến thức, kỹ năng và sự tận tâm của bản thân tôi có khả năng trình bày một cách rõ ràng chiến lược thành công cho mọi người tôi tạo ra nhiều hoạt động kinh doanh vô vàng sản phẩm hay dịch vụ mang tính sáng tạo khác biệt hoàn toàn so với thị trường tôi xây dựng hệ thống kinh doanh tự động hóa mang lại kết quả và đáp ứng nhu cầu cho mọi người tôi nhân rộng quy mô hệ thống của mình liên tục liên tục và liên tục tôi hành động bất chấp sự sợ hãi để thành công tôi kiếm thật nhiều tiền và giúp thật nhiều người tôi là thương nhân kinh tế lỗi lạc của nhân loại oh yes oh yes oh yes Hai phải, phải chứng mình nói tôi là doanh nhân chạm tay hóa vàng tất cả mọi người biết đến tôi nghe đến tôi đọc qua tin nhắn của tôi cùng làm việc cùng tôi mọi người đều có cuộc sống giàu có hạnh phúc bình an và thịnh vượng Yes. Tuyên bố mỗi sáng vừa ngủ dậy ha. Hôm nay là một ngày thành công về tài chính. Hôm nay là một ngày bung nổ về lợi nhuận. Hôm nay là một ngày bung nổ về tiền. Tôi ngày càng thành công. Ngày và đêm tôi thành công một cách phi thường. Công việc kinh doanh ngày càng phát triển. Hệ thống kinh doanh ngày càng mở rộng. Và tài sản tôi liên tục gia tăng. Gia tăng cấp ngang lần. Tôi là người thành công tôi là người khỏe mạnh, tôi là người hạnh phúc trọn đời, tôi hoàn thành xuất sắc mục tiêu tháng năm 2024 và tôi làm được tất cả mọi thứ nhờ vào sức mạnh của tiềm thức, tôi, gia đình tôi, đội nhóm tôi, tất cả những người xung quanh tôi thành công, thịnh vượng, khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an trọn vẹn suốt cuộc đời. Ôi oh, yes, yes, yes. Đã, cái đó là đọc uh, tuyên bố mỗi buổi sáng xong rồi thì bắt đầu à, mình sẽ viết cái gì 10 điều biết ơn phải không nhưng mà trước khi Lina viết 10 điều biết ơn á là Lina hãy viết cái câu này sáng sớm rồi nha ghi lòng biết ơn ok, okay. mình ghi lòng biết ơn ha chứ tỷ như hôm nay là ngày 2 tháng 5 ở Mỹ ha thì mình sẽ viết là hôm nay là ngày 2 tháng 5 2024 là một ngày siêu tuyệt vời là một ngày ngập tràn phép màu và những điều kỳ diệu tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vũ trụ và tiềm thức đã mang đến dư giả mọi nguồn lực để giúp cho tôi có được một số tiền là bao nhiêu mình bỏ vô vào tài khoản của tôi một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi vô cùng biết ơn món quà tiền bạc mà vũ trụ gửi đến cho tôi trong 48 giờ tới hoặc là sớm hơn. Tôi rất trân trọng khoản tiền này và chỉ sử dụng cho những mục đích tốt đẹp. Cảm ơn bạn tiền nhiệm màu đã đến với tôi. Cảm ơn vũ trụ, cảm ơn tiềm thức siêu tuyệt vời của tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đó, cho nên á mình có thể đọc cái này nhiều lần trong ngày và mình cứ hình dung tưởng tượng là mình có cái số tiền đó vào với mình. À, anh chị đừng có lo là người ta sẽ nghĩ cái gì nữa Có nhiều người ta nói là à, Tin gì đoan, à, có nhiều người ta nói à, ba làm ba lát, người ta nói gì kệ người ta. Nếu như mà anh chị tin thì anh chị cứ đọc. Còn nếu như mà anh chị không tin thì đừng có phí thời gian, lấy thời gian đó làm việc gì khác. Nhưng mà nếu lỡ như mình tin mà mình đọc mình tuyên bố hoài mình có được thì sao tại vì cái này là những người thành công người ta đã làm rồi mình muốn thành công thì mình chỉ cần bắt chước theo những người thành công thôi chứ còn mình nghe lời những người mà không thành công những người mà tiêu cực là mình sẽ y sợ họ đó cho nên khi mà um, ai mà nói cái gì anh chị phải nhìn lại cuộc sống của họ anh chị có muốn cuộc sống giống như họ không tại vì những người thành công á, đi nè để ý á, những người thành công không bao giờ nói ra mà những người thành công á, họ sẽ không bao giờ cản trở mình làm một cái gì Tại sao? Tại vì những người thành công là những người luôn thích thử thách. Họ đi ra ngoài kia họ làm những cái mà chưa ai làm. Vậy họ mới thành công. Cho nên khi mà anh chị mà nói chuyện những người thành công á. Họ không bao giờ bác bỏ bất cứ cái gì anh chị nói ra hết đó. Họ suy nghĩ xong họ thúc đẩy mình. Họ kêu mình làm đi. Tại vì nếu mình làm mình thành công thì sao? Phải không? Cho nên ở đây á, những người nào mà hay cản trở mình á, là đa số những người không có thành công. Thì nếu như mình nghe lời những người đó thì mình cũng sẽ không thành công luôn. OK, thì Linh là chỉ chia sẻ thôi, giờ dạ, chia sẻ vậy thôi. Nhớ viết 10 điều biết uh, ơn. Sau đó ha, chẳng hạn giống như uh, tôi cảm ơn vì tôi có một cái cơ thể khỏe mạnh. Tôi cảm ơn sáng tôi ngủ dậy tôi vẫn còn thấy được gia đình của tôi. À, tôi cảm ơn là sáng nay tôi có thời gian chở con cái tôi đi học. Tôi cảm ơn sáng nay tôi có tiền để mua đồ ăn cho gia đình tôi tôi cảm ơn là sáng nay tôi có sức khỏe tốt để tôi có thể chăm sóc gia đình tôi đó mấy cái đó là cảm ơn đơn giản thôi anh chị không cần phải suy nghĩ xa xôi không cần phải suy nghĩ là tôi cảm ơn tôi trở thành triệu phú không mấy cái chuyện đó mình không tin thì mình không cần phải nói cảm ơn những cái gì mình đã có rồi thì mình sẽ có nhiều hơn ok chúc mọi người mỗi sáng có một ngày thật là tuyệt vời chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe bình an và thành công trong tất cả mọi việc mọi người làm ok bye bye